Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Để không khí buổi lễ khai giảng ngày hôm nay thêm tưng bừng và trở thành một ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sau đây xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới do các em học sinh câu lạc bộ nghệ thuật trường trung học cơ sở thị trấn Yên Ninh biểu diễn. Mở đầu chương trình là bài hát liên khúc khai trường biểu diễn tốp ca. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em cùng thưởng thức. Gió mùa thu bước vào năm học
đời thật tươi trong màu ám ơi. Con đang lấp lánh cùng bầy chim hòa nhịp hòa ca. Theo em tới trường làm gợi lên bao điều vui xưa. Sống chẳng thân quen từng ánh mắt nhìn em ân cần. Biết bao tiếng cười và niềm vui trong ngày hồi lớn. Nói chẳng thân ai cùng thầy cô bạn bè thân thương. Tiếng trong khai trường cùng niềm vui nói bao niềm vui.